Hình Ni đi phóng sanh cho cô Võ Thị Sáu nè, tự nhiên con chui vô đó chi vậy Hình Ni? Trời ơi, sao chui vô đây được vậy ông ơi? Ông đi đường nào vậy? Trời ơi, thì ra là như thế à. Các thần thú của Tion, các anh hùng liệt sĩ đang rất là khổ, chưa được phước báo bao nhiêu mà cứ bị mọi người xin xỏ. Họ phải làm trâu làm bò để trả nợ cho những bó nhang, những cái dĩa cơm xôi gà. Chúng ta hôm nay sẽ đi phóng sanh cho họ nha. Con đường này lại rất là trong gai.